bay. Lời nói đầu tiên em xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một vấn đề về một cái người ha, một cái người đi theo thầy Minh Tuệ, có là một cái người Mỹ 47 tuổi. Thì Phật tổ đã rước anh ta đi về cõi Niết Bàn rồi các anh chị ha. Anh ta đã đi theo sư Minh Tuệ khoảng từ 2 đến 3 ngày ha, trong cái con đường tu hành khổ hạnh Đầu Đà để tìm sự giải thoát ha. Có những vấn đề chúng ta không thể giải thích được, tại sao chúng ta tồn tại ở trên thế giới này để làm gì, tại sao cơm áo gạo tiền chúng ta phải trả những vấn đề đó ha, tại sao tôi phải làm YouTube và tại sao tôi muốn mọi người bình an ha, tại sao người đó lại yêu tôi ha, tại sao tôi lại yêu người đó, tại sao tôi chọn cái công việc này. Đó là những vấn đề trong xã hội chúng ta không có thể giải thích được ha. Do đó để tìm đến cái sự giải thoát, một cái câu hỏi cuối cùng thì thầy Minh Tuệ ha, tôi gọi là sư Minh Tuệ, thích Minh Tuệ cũng được, đã chọn con đường khổ hạnh Đầu Đà để được giải thoát. Giải thoát là gì? Là buông bỏ tất cả, bỏ tất cả để có tất cả ha. Chứ không phải là chúng ta bỏ tất cả. Tất cả là những gì? Nhà cửa, xe hơi, cha mẹ, vợ con, bạn bè, ăn nhậu ha, tụ tập, ca hát, karaoke, bỏ hết. Thậm chí là không nhà, không cửa ha, tứ cố vô thân. Tứ cố vô thân để làm chi? Để cuộc sống của chúng ta không phụ thuộc vào bất kỳ một cái điều kiện hoàn cảnh nào. Chẳng hạn như ngày hôm nay mưa quá, em phải vội vàng chạy về nhà, sợ quên đóng cửa ha, nước mưa tràn vào nhà. Rồi từ cái chỗ suy nghĩ mà đó thì em phải suy nghĩ là nước tràn vào nhà có bị hư cái gì không ha. Rồi sau đó nữa thì em suy nghĩ là tràn vào nhà như vậy thì quét bao lâu ha. Rồi đi làm như vậy làm sao mà quét được. Đó là những tạp niệm mà chúng ta muốn buông bỏ lại. Nếu như chúng ta học được từ cái câu chuyện của thầy Minh Tuệ thì chúng ta áp dụng vào cuộc sống này hết sức là nhẹ nhàng ha. Nhưng chúng ta chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu chúng ta thôi. Ngày hôm nay em chạy về nhà một cái ha, tía của em có mặt ở trong nhà ha, tía em đang mặt trong nhà là hôm nay có nấu đồ ăn ngon qua cho, và cái nhà em nó không có bị ngập. Tại vì sao? Tại vì trước đó tía em đã mua một miếng cao su dừng ở sau nhà rồi, do đó nước không thể nào chảy qua bên nhà em được. Trước đó nhà em không có bị ngập do nhà sát bên tao có xây. Bây giờ nhà em bị ngập là do hai nhà cùng chung một máng sói ha. Cái việc sử dụng cái việc sử dụng rất đơn giản như vậy các anh chị, nhưng cái chủ nhà bên đó người ta có la mình hay không là cái chuyện khác ha. Đó là, tuy nhiên là đó là những cái suy nghĩ của em khi em chạy về nhà thử xem cái nước trong nhà em nó có bị ngập hay là không thôi. Đó thì thành ra là tôi nói các bạn, trên cái thế giới này có khi chúng ta suy nghĩ như vậy nhưng mà xã hội nó không nhận hành như vậy. Tại vì sao vậy? Vì đó là cuộc sống. Cuộc sống có những điều bất ngờ mà chúng ta không thể nào biết được. Nếu như cái người đã mất cũng đã mất rồi thì chúng ta cũng không nên nói bị hỏi nữa. Nhưng ở đây chúng ta phân tích theo cái sự việc mà duyên số. Việc phân tích này không căn cứ và chỉ phân tích vào vấn đề tâm linh và lực nhân quả mà thôi. Nếu như ông Minh Tuệ ông không nổi tiếng, người ta không biết đến, thì có cái thí chủ kia đi theo không? Không. Nếu như người ta không biết đến ông Minh Tuệ thì người ta có biết được cái mặt khuất ha, mặt khuất của những cái sự việc mà diễn ra trong thời gian vừa qua không? Chẳng hạn như Xá Lợi Tóc ha, Xá Lợi Tóc, hay là cúng nhà cho thầy là được phước báo ha ha, nhà nào gần chùa thì cúng luôn cái chùa, cúng luôn cái nhà cho chùa, thì những cái vấn đề đó có phải là một những cái tiêu cực mà chúng ta cần phải lên án không? Tại sao chúng ta tu hành mà chúng ta còn sân si như thế, trong khi chúng ta dạy người ta không sân si? Thì chính vì điều đó mà ông Thích Minh Tuệ ông phải đi thực hành cho người ta thấy con đường khổ hạnh của ông, để mà bỏ những cái tạp niệm đó. Dù chúng ta là người tu hành hay không tu hành, chúng ta không bị cái tạp niệm đó nó xâm chiếm ha. Thì cái người mất cũng đã mất rồi thì chúng ta tìm hiểu nguyên nhân như thế nào. Ngày hôm nay thì mình cũng đã xem được những
thước phim cuối cùng ha, xem được những thước phim cuối cùng của sư Minh Thiện, đúng là giống như cái tên của nhà sư này ha. Nhà sư này ít nói chuyện mà rất là ít nói chuyện các anh chị, và tự tạo một khách hàng có danh cho mình là Thích Minh Thiện. Thì tôi đã xem được một cái hình ảnh cuối cùng của người sư này, và tôi cũng muốn rằng mọi người sẽ ha, người sẽ niệm chù niệm chú ha, niệm tin để cho người này có thể là một cách nhanh chóng trở về với Đức Phật ha. Tôi mong muốn là như vậy, và cũng mong muốn người nhà hay là những người bạn khi mà nhìn thấy clip này ha, đừng có chê trách mình thì mình cũng quá nhiều chuyện ha. Ha, cho các bạn xem những cái video clip cuối cùng của câu chuyện này, thì các bạn sẽ nhìn cái video clip này thì các bạn sẽ hiểu là tại sao là nguyên nhân nó là như vậy các anh chị. Và tôi nói các anh chị và các bạn, muốn thay đổi được cũng không thay đổi được đâu nha. Cái vòng xoay nó là như vậy rồi các anh chị, mỗi người đều có một cái số hết ha. Nói gì mê tính chị đoan chứ mỗi người đều có số hết, muốn thay đổi được đâu. Ok, đây là sư Minh Thiện các anh chị, những hình ảnh cuối cùng ha, những hình ảnh cuối cùng cũng giống như tên của vị nhà sư này, rất là hiền các anh chị, rất là hiền. Nhưng các anh chị thấy cái gân nó nổi trên đầu không? À ok, here we go. Hình như là cái tay của thầy bị mũi đốt nhiều rồi thầy ạ. Đó. Tay thầy bị mũi đốt nhiều rồi chứ chị. Ok, cảm ơn anh em nha. Có gì đâu có. Coi thầy đây nè. Thầy ta nói hỏi thầy cái gì thì nhắn bị sốt luôn. Thầy bị sốt đỡ chưa thầy? Đó, thì em nói với các anh chị và các bạn, đó là những giây phút cuối cùng cái sư Minh Thiện này đã đi chung với sư Minh Tạng trong thời gian sư Minh Tạng bị thương ở chân. Do đó cái thời gian nghỉ ngơi á, rất là ít, hầu như là không có. Có ai mà đi bộ cả đêm tới 2-3 giờ sáng mới về tới nhà ha, 11-12 giờ đêm mới về tới nhà, và ăn chỉ có một cử thôi ha. Do đó thì tôi nghĩ tới cái thời tiết như vậy thì sức khỏe không đảm bảo. Chính vì sức khỏe không đảm bảo như vậy nó mới dễ dàng cá sự ngày hôm nay. Ok, như vậy thì chưa hết đâu ha, chưa hết đâu. Người ta nghĩ rằng người ta về với Phật một cách êm đềm như vậy là may mắn, nhưng chưa hết đâu. Tại sao vậy? Tại vì sao? Tại vì hôm nay có một cái bài báo ha, một cái bài báo lên tiếng về cái sự việc ha, về cái sự việc một người đi theo sư Minh Tệ bị tử vong, cơ quan chức năng đang xác định. Nghe nói cơ quan chức năng xác định cái hết hồn ha, hết hồn mà hết hồn thiệt, đang xác định, không phải là xác định cái nguyên nhân nào đó hay là điều tra vấn đề nào đó, mà xác định thân nhân để làm rõ vấn đề này nha các anh chị. Ok, here we go, để mình mở tin cho các bạn xem nha. Mình yếu về công nghệ quá, do đó là các bạn thông cảm ha. Như vậy á, là do đi với cái nắng quá gay gắt và cái sự mất ngủ và cái sự thiếu nước trầm trọng kết hợp với mất ngủ 2-3 ngày hầu như ngủ không có, thì dẫn đến cái sự việc mà tôi nghĩ rằng anh ta đã tụt canxi ha, tụt canxi. Mà cái vấn đề này thì tôi nói như vậy để cho các bạn biết rằng đừng có khi cái duyên trời sắp đặt như vậy rồi, đừng có chăm dâu mà đổ đầu tầm ha, đổ thừa cho ông sư Minh Tệ tội nghiệp ổng ha. Và hiện tại bây giờ thì lại có nhiều điều bất ngờ xảy ra nữa. Đó là sao? Đó là thầy Minh Tuệ đang bị phỏng vấn, không biết bị phỏng vấn bởi một đài truyền hình hay là không, nhưng mà mấy cái người này tiếp cận được thầy là không phải là chuyện đơn giản. Thần dân gia quế nhận dùi à, là sao? Không biết hiểu rõ cái gì nha. À, và các anh chị, tôi sẽ cho các anh chị xem ha, về cái sự việc mà bất ngờ ngày hôm nay, đó là sư Minh Tuệ đang bị phỏng vấn, mà không biết là phải bên phía cơ quan chức năng người ta vào người ta phỏng vấn không, hay là cơ quan hình sự rồi điều tra, mình cũng không biết được ha, bởi vì nhiều khi không biết trước được các anh chị. Ok, here we go. Đây, đây là cái cảnh sư đang bị phỏng vấn các anh chị ha. Trong phỏng vấn này là không biết là do đài truyền hình phỏng vấn
hay là cá nhân phỏng vấn hay là như thế nào nữa ha. À, chúng ta xem thử xem. Các anh chị nhớ bấm like subscribe hộ em các anh chị nhé. Không gì cả nhà, thấy có cầm cái máy quay. Thấy có cầm cái máy quay. À, thân nhân thì đã nhận rồi, ok. Đó. Ok, hiểu rồi, xin cảm ơn khán giả Quyền Vũ. Thì em nói với các anh chị rồi đó ha, nhiều cái lời đồn đoán không đúng vì ông Minh Tuệ ha, vì thầy Minh Tuệ, họ phải chịu trách nhiệm trước những đồn đoán đó và họ phải chịu nghiệp. Nói người ta chịu nghiệp thì không biết cả cái nghiệp ta hết chưa đó. Nhiều khi trên kiếp trước người ta, kiếp trước người ta có nhiều công đức thì kiếp này người ta được hưởng thì làm sao nói được các anh chị ha. Tôi cũng gửi cho các anh chị và các bạn xem những hình ảnh cuối cùng ha, những hình ảnh cuối cùng của sư Minh Thiện nha các anh chị. Và là đây mình cũng tìm rất là lâu các anh chị, tìm rất là lâu ha, mình tìm cũng rất là lâu các anh chị mới có hình ảnh này. Mình tìm cả đêm luôn các anh chị, không làm YouTube mình làm cả đêm luôn đó. Đây những hình ảnh cuối cùng của sư Minh Thiện này các anh chị. Đó, thấy không? Đó, sư Minh Thiện đó các anh chị, thấy không? Đó, tôi phóng to thì các anh chị xem đó, khuôn mặt rất là mệt mỏi ngày hôm qua đó các anh chị ha, đi chung với sư Minh Tạng. Thấy chưa? Đó, các anh chị thấy không? Đó, thì hình ra là sức khỏe của sư Minh Thiện đã cạn kiệt luôn các anh chị, cạn xăng luôn rồi. Do đó có cái sự ngày hôm nay thôi, không có liên quan gì tới sư Minh Tệ hết, mà trên cộng đồng mạng ném đá, quá ném đá. Đó, sư Minh Thiện đó các anh chị, đúng không? Thôi tôi hỏi các anh chị tiên trách kỹ hậu trách nhân thì mình cũng không biết nói làm sao đó các anh chị ha, mình cũng không biết nói làm sao nữa, thì để xem tình hình ngày hôm nay như thế nào, sư Minh Tệ có bị điều tra hay là không. Còn cái vấn đề bài báo á, người ta lên á là người báo ta chỉ nói là xác định thân nhân của cái người đó, cái sư Minh Thiện thôi, chứ không phải là xác định về nguyên nhân ha. Mà những bài báo khi dựng tích ghê quá các anh chị, trực báo ghi tích ghê quá các anh chị. Đó, hôm nay là sư Minh Tuệ đang được phỏng vấn đó các anh chị. Mình không biết luôn cả nhà, chị thấy họ không biết là đang nói cái gì luôn cô chú anh chị. Giờ để mọi người nghe xíu đi nha. Biết nữa các anh chị ơi, thua luôn. Dạ đúng rồi, như kiểu này thì sao mà chịu nổi đúng không? Xa quá các anh chị ơi, nghe không rõ. Xa quá các anh chị ơi, nghe không rõ các anh chị. Thôi tắt tiếng luôn. Xa quá. Thì các anh chị không có xem đuổi trực tiếp phân tích này thì các anh chị có thể là xem lại ha, video clip úp nguội giúp em ha.
Như vậy là sư đã về tới chỗ nghỉ chân các anh chị. Hiện tại bây giờ thì chỉ có một hai kênh livestream thôi các anh chị ha, để xem cái kênh của anh Minh Tân như thế nào. À, xem anh Minh Tân thì có một cái người nữ rất là đẹp ha, chụp hình sư Minh Tệ và ôm sư Minh Tệ các anh chị, và mặc đồ cũng giống vậy luôn. Điểm này không ổn rồi, để coi cái người này nói cái gì không ổn nha. Xa quá nghe không rõ anh chị ơi. Cái này là mình tự may hay là ở đâu à? Em mua trên mạng. Cái y mà mai giống như sư Minh Tuệ vậy đó, là cái y phải lụm nha, giải gách lụm nha, nha mà làm nó mới có giá trị ha. Còn cái giải mà nó không gách nó có giá trị, mà giải đó phải người ta dục bỏ ở ngoài đường nha. Xin chào chị Trinh La. Ok, dạo này kênh phát triển cũng ok các anh chị, nhưng mà nói chung là thôi thì cũng gắng ăn theo thở ở theo thời, cũng ok các anh chị, nhưng mà nói chung là Ok, chào chị Trinh La. Thì em cũng đã phân tích cho các anh chị biết về cái tình hình ha. Công an vào cuộc xác minh thôi chứ không điều tra gì hết trơn á. Nha, mọi người bảo rằng điều tra thấy ghê quá ha. Thì tôi nói thứ nhất á, là công an đi theo sư Minh Tuệ 24/24. Do đó sư Minh Tuệ nói về pháp luật, nói về phân tích pháp luật thì có nhân chứng ha, có bằng chứng. Cái thứ hai nữa là trên con đường di chuyển thì sư Minh Tuệ yêu cầu mọi người đi về rồi, nhưng mà mọi người vẫn muốn đi theo thì không thể nào trách sư Minh Tuệ được thưa các chị. Và cái thứ ba nữa là chúng ta những cái người đi theo đó, người ta cũng không có ha, cũng không có cái mối quan hệ gì với sư Minh Tuệ. Do đó tôi nghĩ rằng là không có vấn đề gì cả, tại những bài báo giống như tiết như vậy thôi, không có gì cả đó. Thì nội dung bài báo là như thế nào? Ngày 31/5, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết thi thể ông LTS hiện đang lưu lại nhà xác bệnh viện và đơn được lực lượng chức năng xác minh thân nhân ha. Bệnh viện cho biết sẽ tiến hành bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự khi có người thân đến nhận và có sự đồng ý của lực lượng chức năng. Được biết sau khi tử vong, thực hiện chức năng quản trị, Thừa Thiên Huế tiến hành khám nghiệm tử thi và xác định thân nhân của ông Ết. Vì thời điểm bị sốc nhiệt dẫn đến kiệt sức và ngất xỉu, ông Ết được người thân đưa đi cấp cứu nhưng khai thông tin chưa đầy đủ rõ ràng. Khi đoàn di chuyển tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thì ông Ết ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện đa khoa cấp cứu vào lúc 10:30 phút vào ngày 30/5. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cơ thể tím tái, hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn hô hấp. Bệnh nhân đã được thực hiện tại bộ phận cấp cứu hồi phục tích cực, sau đó chuyển lên bệnh viện đa khoa hồi sức tích cực chống độc. Với những biểu hiện như trên, ông Ết được chuyển đến bệnh viện đa khoa cho Quảng Trị và sau đó được chuyển đến bệnh viện Trung ương Huế. Có một câu hỏi tôi đặt ra rất thú vị như thế này: nếu như cái người đã mất này á, trong tình trạng tím tái, tôi ví dụ như ổng đã ngưng thở 30 phút trước khi ổng ngất xỉu, thì đó là cái gì ha? Thì đó là cái gì? Đó là sức mạnh ý chí của ổng đã chiến thắng tới thân xác của ổng, tức là cơ thể của ổng, ổng không còn điều khiển nó nữa mà nó tự đi ha. Do đó ổng đã chiến thắng được cái sức mạnh cơ thể của ổng ha. Nếu như có cái kết luận về pháp y á ha, thì cái điều này lại là cái điều kỳ bí nữa. Thấy các anh chị, là một điều kỳ bí nữa. Tôi chỉ mong muốn rằng như vậy, và cơ quan chức năng sẽ công bố cái nguyên nhân nào dẫn đến cái sự việc ông này bị như vậy. Thì chúng ta lơ tơ ngơ, chúng ta em hồi nãy cũng đã cho các anh chị thấy rồi đó, em đã tìm hiểu cả đêm ha. Cái vấn đề thứ nhất là kiệt sức, thứ hai là nắng quá nóng, thứ ba là mất nước, do đó dẫn đến cái sự việc mà hôn mê sâu hay hôn mê sâu. Nhưng nếu như cái lúc mà đưa ông này vào là 10:30, nhưng cái lúc mà ổng đã tím tái là 10 giờ, thì có tới công chuyện, tới công chuyện các anh chị và các bạn, tới công chuyện đó là công chuyện gì? Là cơ thể của ổng tự vận hành luôn, trong lúc ổng đã rơi vào hôn mê sâu, cơ thể ổng vẫn vận hành luôn. Là cái này mới là điều kỳ bí ha. Lỡ nói cái vấn đề này thì nói liền điều kỳ bí luôn các anh chị ha.